Hôm vừa rồi tôi đưa cái đánh giá lên mạng, review thầy Linh, thì cũng cảm ơn mọi người là rất nhiều người vào bình luận đánh giá. Tuy nhiên là phải nói cái không được trước đã. Không được là có nhiều bạn vẫn vào bình luận có một câu thôi, hoặc là có những bình luận nó chả liên quan. Ví dụ có hai câu thì câu trước bảo thầy dạy tứ trụ hay, nhưng câu sau lại có công cụ kiểm chứng. Tứ trụ thì liên quan gì đến công cụ kiểm chứng đâu, đúng không? Tức là mình muốn diễn đạt thì mình diễn đạt nhiều thứ nó khác nhau, mà trong hai câu trước nó chả ăn nhập gì với câu sau, thì những cái bình luận kiểu như vậy thì không sử dụng được. Còn lại thì đa phần là mọi người bình luận 5-10 câu thì có thể sử dụng được. Thì những cái bình luận dài 5-10 câu dùng được thì lát nữa, chắc ngày hôm nay tôi mất một ngày, tôi sẽ ngồi tôi lọc để tôi gửi quà cho các bạn. Chứ không phải là cứ ai bình luận tôi cũng tặng quà đâu. Nhưng bình luận các bạn bình luận mỗi một câu thầy dạy hay lắm, bình luận như thế nó chả có tác dụng và chả có giá trị gì cả, đúng không? Ngắn gọn cụt lụt quá, nhiều người người ta không hiểu là định diễn đạt cái ý gì, nó rất là khó luôn. Bạn khen hay chê thì viết dài ra. Tôi cũng cố tình tôi tách ra 4 cái nội dung chính ấy, tức là các bạn nhận xét về Linh Phù. Sản phẩm thì rất nhiều, nhưng mà thôi tôi chỉ cần tập trung thôi. Ví dụ nhận xét về Linh Phù này, nhận xét ai làm sinh cơ gửi vận này, có một số bạn thì nhận xét về kim tự tháp chân trạch cũng được đấy, hoặc là nhận xét về khóa học, đúng không, hoặc dịch vụ tư vấn. Có mấy nội dung chính. Tôi thì ngay cả lúc làm này là một vấn đề nữa, là tôi phải mua tới 3 cái phần mềm khác nhau để họ lưu. Tôi cũng chưa biết là cái phần mềm nào hay hơn, tôi đưa cả 3 phần mềm đến mẹ. Thì phần lớn là mọi người bình luận vào đấy thì nó lưu lại, thì sau tôi có bị hỏng web thì nó vẫn lưu ở những cái trang web kia. Chứ có một số bạn lại bình luận thì không bình luận, các bạn gõ vào đấy xong các bạn chụp lấy màn hình gửi màn hình cho tôi để giải quyết thì đâu, đúng không? Tại vì cái hình ảnh sau 15 ngày Zalo nó tự xóa thì nó cũng chả để làm gì. Quan trọng là các bạn bình luận đúng ở trên này. Có bạn còn chịu khó là có cả 3 cái kênh bình luận, bạn bình luận bên này xong mà lại vào kia bình luận tốt tiếp, ví dụ như thế. Thì là tôi chắc chắn tôi sử dụng được rồi, tại vì là không lỗi ở phần mềm này thì lại có phần mềm khác. Đúng ra là có 3, 4, 5 đấy, 5 tôi mua tất cả là 5 cái phần mềm liên quan đến bình chọn. Thì tôi đưa lên trang Ngọc Phong Thủy là vì trước khi đi công tác mình đưa vội thì đưa cả 5 lên thì nó bị lỗi hình như 1 hay 2 cái, nên là chủ yếu thấy 3 cái kênh bình luận gửi kết quả, gửi email cho mình. Thì chắc sẽ phải mất 1-2 hôm ngồi lọc xong gửi cho mọi người. Chỗ tôi thì mới khai trương cái quán Starbucks. Buổi sáng tôi chạy dạo ngắm phố một chút, nhân tiện chia sẻ luôn cho các bạn. Cứ ngồi trong phòng chia sẻ mãi cũng cảm thấy hơi bí. Chạy ra đường ngắm phố, ngắm cảnh, nhân tiện chia sẻ cho các bạn một chút về thông tin, cũng như là nó thay đổi cảnh quay tí. Không suốt ngày thầy liền ngồi bên cái máy tính, đúng không? Nhìn nó cũng hơi nhàm chán. Tôi chạy quanh chỗ này một vòng. Cà phê mới ủng hộ cho họ. Nhưng mỗi người một sở thích, tôi thì chỉ sở thích bắt. Có lẽ ra là cốc cà phê ủng hộ.
Ai mà không uống quen thì thực ra có nhiều loại để chọn. Tôi thì hay uống America, nó pha nhạt nhạt một chút, dễ uống. Đi dạo một chút ở mấy phố biệt thự nhà giàu này thì mình có động lực phấn đấu tí, đúng không? Mình là nhà nghèo ở khu, tôi vẫn nói vui, mình nhà nghèo khu ổ chuột. Đi qua khu nhà giàu lấy động lực chút. Những cái tòa ở đây chắc toàn mấy chục tỷ, toàn đại gia. Tôi là cái hồi tôi mới về cách đây 2-3 năm là mới xây được 30-31 tòa, tổng là 60-66 tòa ấy. Thì bây giờ ngay trước mặt tôi là cái tòa Ruby, là hình như họ xây 4-5 tòa rồi, nói chung cũng nhiều, bây giờ cũng phải tầm 40 tòa rồi. Còn đi sang thử khu Ruby nhà giàu ngắm tí rồi đi uống cà phê. Tôi dẫn các bạn ra khu này xem ngắm cảnh cái khu tôi mà chỗ này đường cụt tôi vừa đi vào lại phải đi ra. Bên trái tôi là cái những cái khu Ruby, là tức là căn hộ cao cấp hơn, căn hộ cao cấp hơn nhưng lại bị đưa ra mặt đường nhìn cũng san sát nhau, đúng không? Nhưng mà cũng đắt tiền. Đấy, còn bên tay phải là khu biệt thự nhà giàu mặt sông hồ, nói chung là cũng khá ok, nhưng mà có vẻ vẫn đang ít người vào ở. Phần đầu 50 năm nữa chuyển sang khu này là được rồi, đúng không? Không có chỗ đỗ xe nên tôi phải đi để hơi xa, xong là đi bộ đi vào chỗ Starbucks này. Nhìn cơ bản thì quán khá rộng và cũng không đông lắm, đúng không? Khá vắng. Cũng có thể là tôi đến bây giờ là lúc đầu giờ sáng. Cho anh hai cái bánh vòng, hai bánh vòng đường Kinemon Donut. Ừ, và một cái Americano đã mang về. Quán cũng rộng, mỗi tội không có chỗ đỗ nhỉ. Hơi ít điểm đỗ, nhưng là anh để cảnh báo thì vẫn vào được, nhưng anh phải nhưng sao lại chọn đây? Lúc đầu anh tưởng chọn ở trong khu Nhật kia nó rộng hơn. Khu Nhật kia ở đây lại có nhiều trường, tức là nhắm vào mấy trường này hơn, đúng không? À, biển hồ đông chỗ nào? À, Vincom à? À, đang chuẩn bị rồi. À, thôi anh vừa đi vào đấy không để ý. Thì chắc vào đấy tiện hơn, vứt xe dễ hơn nhỉ? Anh này ở bên khu Nhật kia nên là cứ mong về khu Nhật. Okay. Bảo qua đây ủng hộ. Vâng, trên quán em. Ok. À, bên kia là 2 tuần nữa à? Vâng.
Vâng, hát tuần nữa em cũng mở trong đấy. À, tức là đối diện Vinh Quang, ok. Gần thì chỗ quán cà phê gì à, đấy ăn đúng không? Vâng, cái chỗ ngã tư Thái Thương Trăng ấy, thì ngay chỗ vòng cua, vòng từ biển à, vòng trong kia là... Rồi, ok. Cái này có con một đối diện nó chạy. Thế trước là hình như có quán cà phê gì ở đấy. Vâng, trước là quán cà phê gì ở đấy. Thế vừa đi ở đấy xong lại không để ý gì. Yeah. Em mới chỉ rồi, là okay. Mắc vé đang nghe nhỏ, đang chưa có để có vô gì. À, chắc 2 tuần nữa lại được ra đây. Cũng nhanh. Rồi, cảm ơn. Đây là chưa làm tay nắm cửa. Đi, ở đây là họ nhắm đấy như tôi nghĩ ban đầu là họ nhắm vào cái trường quốc tế ở đây. Đây là cái trường quốc tế mà tôi có kể với bạn là 150 triệu đấy, khá là cao.